Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh của mình và tiếp tục với cái series là bao giờ tôi có tướng UR của bên server chung anh em nhé. Đây là bên server chung. Thì vừa rồi anh em đã xem cái bao giờ tôi có tướng UR ở bên server Việt Nam rồi đúng không? Của ngày thứ 5. Thì ở đây server chung ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi anh em ơi. Đấy, phần quà bên server chung ngày thứ 6 thì cũng như bên server Việt Nam thôi. Đó chính là một cái rune. Đây, một cái rune nha anh em nhé. Rune tím. Đấy, thì bây giờ thì cùng với mình thực hiện cái nhiệm vụ. Thì qua cái ngày thứ 5 thì bên server chung thì hiện nay được chiến là 124.000, như vậy là đối chiếu với bên server Việt Nam là có cao hơn một chút anh em ạ. Bên server Việt Nam như vậy vừa rồi mình tổng kết là được khoảng neo vào 115.000 anh em ạ. Đấy, 115.000 là lực chiến, nhưng mà ở đây bên server chung thì có thể đạt được là 124.000 lực chiến là kết thúc ngày thứ thứ 5 anh em nhé. Đây, về đây mình cho anh em xem là hiện nay đua top lực chiến của bên server chung ấy, thì bạn top 1 bạn ấy đã vít 8 rồi anh em ơi. Đấy, lý do là cũng bởi vì là bên server chung một tuần mở một lần nên là các bạn cũng có thể là tập trung và đầu tư hơn một chút, không như bên server Việt Nam là nó hơi là dàn trải bởi vì hai ngày ra server một lần. Đấy, bạn top 1 là VIP 8 này, top 2 là VIP 6 này, top 3 là VIP 7 này anh em ơi. Đấy, còn lại ở phía sau đây cũng có một bạn VIP 6 rồi, còn toàn VIP 4 với cả VIP 3 thôi. Hiện nay xếp hạng lực chiến của mình thì chắc đang bị tụt xuống thứ 50 rồi, thì sẽ lại tiếp tục để nâng cao cái năng lực và lực chiến của mình thôi. Còn đâu cái chiêu mộ như ý của bên server chung thì cũng không cho Big Mom anh em ạ. Đấy, chỉ toàn là những cái con tướng bình thường thôi. Đây anh em có thể thấy là toàn những con tướng bình thường thôi anh em nhé. Đấy, để tạm thời thì mình để cài con tướng là Katakuri đấy thôi. Tuy nhiên là chắc chắn là sẽ không được đâu anh em ạ. Đấy, còn đây thì không có VIP. Hiện nay thì bản thân mình là bên server chung thì không nạp được VIP 1, nên do vậy là ví dụ như là đánh boss như này thì không thể bỏ qua được như ở bên server Việt Nam, nên là vẫn cứ phải chờ hết 5 turn thì mới có thể bỏ qua anh em nhé. Đấy, thì đến server chung thì bắt đầu cũng đến giai đoạn là không có cốt rồi, không có quà cập nhật bảo trì, rồi không có quà sự kiện event, nên là bắt đầu là đi chậm xuống cái quá trình là nâng cấp rồi. Còn đối với server Việt Nam thì hiện nay ở bên trên fanpage cũng như là bên cái con group page chính của game Kho Báu Truyền Thuyết ấy, nó đang mở cái sự kiện là thả tim và kết hợp là chia sẻ cái bài viết của trên cái con game Kho Báu Truyền Thuyết ấy, để nó sẽ tính quà đó là sau mấy ngày ấy thì nó gửi quà tất cả server anh em nhé. Nên là anh em lên trên đấy anh em gọi là bớt ra, anh em thả tim và chia sẻ một chút ấy để lấy quà về cho toàn server, và quà này nó sẽ gửi cho toàn server, tức là tất cả những server gọi là mới, ví dụ như những server 249 mình đang chơi này chẳng hạn, thì cũng sẽ đều có thể nhận được cái phần quà đấy anh em ạ. Đấy là một cái rất là ngon đấy, dành cho những người chơi ở những cái server mới anh em nhé. Đấy, bây giờ thì làm nhiệm vụ của phó bản ngày này anh em ơi. Đấy, phó bản ngày thì càn quét thôi, rất là nhanh thôi. Never hiện nay thì đang tạm thời là Never là 47. Như vậy Never 47 thì cũng cao ngang với cả Never của bên server Việt Nam đối với ngày thứ 5. Đây, nhưng mà đây sau khi mình mua full cái khiêu chiến này thì khiêu chiến nhanh thì mình lên Never 48 rồi anh em nhé. Bây giờ thì Never thật ra thì nó lên cũng khá là chậm thôi, chứ nó không thể lên nhanh được như những cái ngày đầu được nữa anh em ạ. Cái khiêu chiến nhanh bây giờ nó cái lượng kinh nghiệm nó cho nó cũng không nhiều nữa rồi anh em ơi. Đấy, đây bây giờ cũng bắt đầu là phải dùng đến các cái quét 60 kim cương rồi. Đây, 20 mảnh hải tặc này cũng khá là ngon luôn. Nói chung là như vậy là được rồi. Đấy, 60 kim cương này, hai cái là được 120, thì trừ 30 kim cương reset là cũng được lãi 90 kim cương, cũng là được rồi anh em ạ. Thôi chăm chỉ năng nhặt chuẩn bị thôi. Đấy, 120 kim cương này. Đấy, năng nhặt chuẩn bị thôi anh em ạ. 4 vé khiêu chiến đấu trường arena này. Rồi, cái xu vòng quay thì mình không khoái cái xu vòng quay lắm anh em ạ. Đấy anh em ơi, như vậy là mình đã mua full cái kiện khiêu chiến nhanh rồi anh em ạ. Xem nào, xem cái phần thưởng ngày thứ 6 này. Anh em cố gắng là mình hoàn thành hết các cái nhiệm vụ đấy của 7 ngày đăng nhập nhá, để nhận cái phần quà mốc cuối cùng là 3.000 kim cương này này. Đấy, rất là khá là ngon luôn. Sau 7 ngày mà anh em nhận 3.000 kim cương đấy thì cũng rất là ngon luôn anh em nhé. Đấy, và 1.000 kim cương này mua 40 cái xu này, thật sự là mình nghĩ là cũng đáng giá để mua đấy anh em ạ. Đấy, mua được, nói chung là mua được anh em nhé. Tính ra thì anh em mua là 300 kim cương là được 10 xu.
thì 900 kim cương là anh em được 30 xu, và với 100 kim cương nữa 10 xu nữa thì như vậy là gọi là bằng giá, đúng không? Như vậy là bằng giá thôi anh em ạ. Chứ cũng không phải là lãi lắm đâu. Nhưng mà ở giai đoạn đầu mà quay cái xu vòng quay cao thì nếu mà anh em reset được 50 mảnh tướng 5 sao thì quay 40 cái đó, đây ví dụ như được 25 mảnh tướng 5 sao này thì quay 40 cái đó nếu mà được thì cũng được, gọi là cũng được nhiều cái tài nguyên và phần thưởng anh em ạ. Đây, xem mười mấy cái xu vòng quay cao này, xu thường này có được cái nào không. Chắc là sẽ không được gì đâu anh em ạ. Đấy, nó chỉ ngon và giòn mấy ngày đầu thôi, 1-2 ngày đầu thôi. Còn bây giờ về sau thì thấy là bắt đầu đuối đuối và kém kém rồi anh em ạ. Đấy, bắt đầu đen dần rồi. Mấy hôm nay là đen dần đều rồi. Nếu như bên server Việt Nam thì ngày thứ 5, đấy vừa rồi mình quay 20 vé thì được một Wanozoro 5 sao. Đấy, như vậy là rất là ngon, và mở 100 cái mảnh tướng 5 sao được một con tướng Luffy Nightmare và một cái con tướng là Ivankov anh em ạ. Đấy thì là đã là khá là ngon rồi, ba con tướng thuộc dòng hải tặc và đều là những cái con tướng cũng khá là ngon luôn, chứ không phải là những cái con tướng cùi. Đấy, còn bên server chung xem nào. Kuzan thì mình có rồi, đây mình Kuzan mình có rồi này anh em ơi. Đấy, có rồi. Xem nào. Bây giờ mình thì thích Ivankov thôi anh em ạ. Nếu mà được Ivankov bút máu thì đẹp quá, lại Marco này. Thôi cứ thả thử một viên thì biết đâu lại được Marco anh em ơi. Đấy, viên thứ nhất không được gì này, tiếp tục thả viên thứ hai này, sẽ có cái gì đó. Ôi, được một đá thủy tinh thể này, được không? Còn lại cái viên kia thì mình cứ để tạm đấy anh em nhé, để dành. À đây, đây anh em ơi, đấy được 4 cái 4 cái đá cao, cái xu vòng quay cao của cái sự kiện anh em ạ. Đây, bây giờ sẽ tiếp tục này, quay tiếp, nếu mà có thì lại quay tiếp. Đấy, ok, lại được một cái đá nữa này. Rồi, chạy nhanh lên để tao còn biết trước là xem được hay không. Được, anh em ơi, Ivan được, ui giời ơi, 3 lần quay được 3 cái đá thủy tinh thể này. Tiếp tục này, tiếp tục lại một cái nữa, rồi được một trang bị đỏ của hải tặc này, ok này, khá là may mắn. 4 lần thì đều được những cái ngon rồi, 5 lần lại được, thế là đều được những cái ngon luôn. Thôi như vậy thế là cũng là may mắn, là chấp nhận được rồi anh em ạ. Cả 5 lần mà đều được gọi là déo tên như thế là rất là ngon rồi. Rồi trang bị này thay luôn vào đây chứ còn gì nữa. Đấy, bây giờ chuyển sang Kuzan này, chuyển sang Kuzan này, còn lại này. Đấy, như vậy là nên 125.000 lực chiến rồi. Rồi vừa nãy hình như đã có trang bị tím. Có trang bị tím, hai cái này giống nhau này anh em ơi. Liên kích luôn này. Đây, được một cái liên kích nhà vào một và giảm sát thương luôn. Được. Ok luôn. Lâng luôn em này lên để trang bị cho nó cái rune luôn. Rune mình đang có. Đấy rồi, ok, 128.000 này. Rồi bây giờ reset phát xem nào. Reset chợ này, 100 kim cương mua được anh em nhá. 100 kim cương, 100 đá thiên cấp mua được. Nói chung là giai đoạn đầu những cái này là mua được, anh em nên mua nhá. Bởi vì cần rất nhiều đá thiên cấp để nâng cấp team luôn. Đấy, vé khiêu chiến đấu trường arena này. Tiếp tục này. Rồi. Vé khiêu chiến này. Thẻ này. Vé khiêu chiến này. Đấy anh em ơi, như vậy là mình đã reset hết shop rồi. Rồi, tiếp tục là đến cái màn mảng bên này. Đấy, bây giờ mới bắt đầu ngày hôm nay. Hôm qua lười không đi cái đại hải trình này thì hôm nay là lại phải mất công đi thôi. Cái này thì mình sẽ túc tăng mình đi thôi. Đây, còn đối với cái Impel Down thì hiện nay mình đi đến level 73 anh em ạ. Đấy, neo được đến level 73. Đây, bây giờ thì thay con tướng Do Flamingo vào để xem là nó có leo qua được không. Cái này thì cũng vẫn chưa bỏ qua được anh em nhé, phải VIP 1 mới bỏ qua được. Nhưng bên server chung thì không có VIP 1 nên là không bỏ qua được anh em nhé. Nên là cứ để cho nó chạy thôi. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ vào mình khiêu chiến boss. Mình sẽ vào mình khiêu chiến boss của cái ngày hôm nay nhé. Đấy, nên leo vào 138 này anh em ơi. Đấy, thiếu 700 đá thiên cấp nữa. Hy vọng là ngày hôm nay đi hết cái đại hành trình thì sẽ có thể là đủ cái đá thiên cấp để nâng tiếp con Kuzan lên anh em ạ. Rồi bây giờ sẽ khiêu chiến con boss đầu tiên. Đấy là con boss Marco. Anh em có thể thấy là hai con boost tanh boost Marco và một con boost Crocus luôn. Như vậy là thịt được nó rồi. Tiếp theo là con boss Ace. Boss A này thì cũng ăn được này. Tiếp theo con boss Luffy này.
hơn 15.000, hơn mình là 10 mấy nghìn được chiến này. Rồi anh em ơi, như vậy là chén được nó hết nha anh em nhé. Đây 150 năm đá này, xem nào, để mua xem. Như vậy mình mua khiêu chiến nhanh là full hết rồi. Hiện nay có 150 năm chai bia. Thì hy vọng là ngày mai nữa này, chắc là ngày mai ngày kia nữa sẽ đủ là đổi Ivankov anh em nhé. Đấy, như vậy là đã cơ bản đã hoàn thành hết các nhiệm vụ của ngày thứ 6 rồi. Nó cũng khá là đơn giản thôi anh em ạ. Đấy, chỉ mất cái thời gian đi đại hải trình này thôi. Mất đại thời gian đi hải trình thì cái này thì mình sẽ đi ngoài thôi nha anh em nhé. Chứ đi ở trên này thì để anh em theo dõi thì nó sẽ rất là mất thời gian. Mình muốn cập nhật những cái mới, đấy, những cái tiến trình của cái con ác này để cho anh em quan sát và anh em xem thôi. Đây, hiện nay là đang chưa neo được cái Impel Round, mình chưa neo được cái thí nghiệm vô tận này. Cái này y hệt như bên server Việt Nam. Server Việt Nam thì mới neo đến tháp 28, con này neo đến tháp 28. Thì hôm nay cố gắng là neo đến tháp 60 để nó hoàn thành được cái nhiệm vụ của Impel Round này này. Đấy, neo tháp thí luyện vô tận này này. Đấy anh em ạ, nó yêu cầu của nó đến 50. Đấy, để hoàn thành các cái nhiệm vụ này. Đấy, thì hôm nay mình sẽ neo đại trình và mình sẽ neo các cái tháp đó anh em nhé. Đây, 15 vé này. 15 vé thôi được rồi, mình sẽ quay 10 vé để xem hôm nay là có may mắn hơn không nhá. Chứ 2-3 hôm vừa rồi là quay đen quá. Đây rồi anh em ơi, có may mắn hơn một chút rồi, gì đây? 2. Rồi Vista anh em ơi, hoa kiếm Vista, hai tay hai kiếm luôn. Rất là oách luôn nhưng mà không để làm gì trò trống gì anh em ạ. Cho mình một con phút thuộc hệ hải tặc hoặc hải quân thì có khi là còn ngon hơn anh em ạ. Đấy, 3 con 4 sao hải tặc luôn này. Đấy anh em có thể thấy là khá là gọi là đen luôn. Gọi là được một con 5 sao nhưng mà 5 sao tứ hoàng thì bây giờ không có con nào để nâng cả nên là cũng không dùng được cái trò gì anh em ơi. Nếu đã thế thì mình sẽ vào mình quay. Đây, mình sẽ vào mình quay đá thủy tinh thể nhá. Để xem nào. Đây, hải tặc hiện nay là có 3 4 này, hải quân này, 2 này, thất vũ hải này. Rồi thế thì bây giờ thì chỉ có quay hải tặc thôi anh em ơi. Quay hải tặc thì ưu tiên Juan Ozoro thôi. Viên đầu tiên. 1 2 3 anh em ơi, Guado Brock này anh em ơi, được một thứ 5 sao này. 4, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Gì đây? Luffy Nightmare anh em ơi, như vậy là trong 4 viên nhá, trong 4 viên đá thủy tinh thể thì mình ngày hôm nay mình được hai viên, hai con tướng 5 sao. Đấy, rất là may mắn luôn, cũng rất là may mắn khi quay cái đá thủy tinh thể này luôn anh em ạ. Đấy, ok luôn, tạm thời thì sẽ giữ ở đấy nhá. Và bây giờ thì mình sẽ vào mình đổi này. Xem nào. Đây, ở trong đây này anh em ơi. Đấy, trong đây này. Brock này. À, đổi đi bình tĩnh đã. Bây giờ sẽ mở nó ra đã anh em ơi. Đấy. Luffy Nightmare này. Wano Brock này. Đấy. Để up đến một con tướng 5 sao lên xong vào đổi sách nhá. Như vậy vừa rồi quay như kia là đủ đổi sách rồi. Đổi con nào cũng được, thật ra không quan trọng. Rồi mình sẽ vào mình đổi luôn cho nóng sốt này. Đấy, đổi luôn cho nóng sốt anh em nhá. Đây đem được con gì nào, đổi Sanji. Đổi Sanji, rồi ra kit anh em ơi. Rồi tạm được, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đấy, cho nó chỉ gọi là mở cái điểm trong thư viện thôi. Là mình đã mở được cái con tướng đó thôi. Đấy, như vậy là cũng khá là may mắn luôn. Hôm nay quay su vòng quay cao này, rồi quay vé như vậy là cũng khá là may mắn luôn anh em ạ. Đấy. Rồi, còn những cái này thì mình sẽ tự thân mình đi nha anh em nhé. Mà mình sẽ cập nhật vào ngày thứ 7, là ngày cuối cùng của series của 7 những ngày tân thủ, cho anh em để xem mình neo đến tháp bao nhiêu và đến ải bao nhiêu anh em nhé. Thì tạm thời kết thúc cái ngày thứ 6 ở đây thôi. Cái ngày thứ 6 thì như vậy là hết rồi, cơ bản các nhiệm vụ như vậy là hết rồi. Về lực chiến của mình hiện nay là đạt 130.000. Xem nào, xem xếp hạng lực chiến thì vừa mới bò lên được cái level 49 anh em nhé. Bò lên được level 49 này. Cái này thì lại phải đi đại hải trình và tiếp tục nâng tiếp. Đấy, vừa ấy tí là nâng được lên level 48 rồi. 48 rồi, đội hình hiện nay thì vẫn Wano Zoro 7 sao, với level 138, Kuzan 6 sao, level 100, Doflamingo này. Doflamingo, đấy, level 60. Nâng luôn cho nó đi. Đã thế thì nâng luôn cho nó đi. Đấy, level 66 anh em nhé. Đấy, và
Henian leo vào 100 tướng 5 sao và con tướng là Chopper leo vào 79 tướng 5 sao anh em nhé. Đây vừa nâng lên một tí nè, đấy lại mò lên được leo vào 46 rồi. Cố gắng là giữ 7 ngày tân thủ là rơi vào cái top 50, gọi là để nhận hơn so với cái top 51 100 là 10 cái vé cao cấp anh em nhé. Đấy thì tổng kết cái ngày thứ 6 của bên server chung thì hiện nay là level mình đang đặt level 48, như vậy cao hơn bên server Việt Nam một chút. Rồi mai mới đến server Việt Nam ngày thứ 6 cơ. Rồi xin chào anh em nhé.